chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông quý vị thân mến mỗi người sinh ra trong cuộc đời này thì đều được định sẵn một số phận có những người ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời đã được sống trong cuộc sống nhung lụa giàu sang à ngược lại thì có những người cả tuổi thơ lại chẳng có lấy được một bữa ăn ngon à thế nhưng không phải tự nhiên có câu nói đức năng tháng số sẽ luôn có những cái phần quà xứng đáng dành cho những người biết nỗ lực À, và bước sang năm 2024 năm giáp thìn thì với những gia chủ nam mệnh ất mùi sinh năm 1955 sẽ được trao tặng cho những món quà này bởi trong suốt cái ngày tháng năm thanh xuân của họ họ đã không ngừng nghỉ và nỗ lực cố gắng từng ngày từng giờ từng phút và ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, Nam Mạng, trong năm 2024, năm Gió Thìn về chi tiết vận hạn xứ khổ ra sao cắt hung thế nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông à, trong video ngày hôm nay tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ sinh năm 1955 là tuổi ất mùi trong năm 2024 năm giáp thìn. Đó. À, như quý vị đã biết, những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, năm 2024, năm Giáp Thìn là 70 tuổi. 70 tuổi, người này thì có ngũ hành là Sa Trung Kim, có cung mệnh là Cung Ly, để được gọi là Kính Trọng Chi Dương, có nghĩa là Dê được yêu mến, có xương là xương con dê, tướng tinh là tướng tinh con gà, con nhà Bạch Đế, An Mạng, Phú Quý. Với những người sinh năm 1955, tuổi Ất Mùi, thì năm 2024, năm Giáp Thìn, có cục diện là thìn và mùi là cục diện là gì là tương hình tương hình nhau. Đấy, vậy nên là cái cục diện tương hình này nó cũng mang lại nhiều cái khó khăn nhiều cái vất vả đúng không ạ? Trong thời gian này thì gần như các bạn cảm thấy là quý vị tuổi tuổi ất mùi ấy, cảm thấy là những cái chuyện không vui vẻ nó cứ quấn quanh mình. Nói chung là trong cuộc sống thì sẽ bị ảnh hưởng nhất định dễ bị thị phi tiểu nhân gây phá và gặp mà thường là sẽ gặp những cái tai nạn hình thương. Vì vậy những gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong năm cần phải hết sức lưu ý. À, thêm nữa chúng ta có là đúng không? Chúng ta có Ất gặp Giáp thì nó là kiếp tài. Đấy, những người tuổi 1955 Ất Mùi rất vất vả trong đường sự nghiệp trong thời gian này vì lâm một cái vận kiếp tài. Công việc thì lúc nào cũng chật vật, bận rộn, lại hay có kẻ tiểu nhân đeo bám. À, những gia chủ tuổi 1955 tuổi Ất Mùi là những người nhiệt tình, thẳng thắn nhưng mà dễ bị lợi dụng À, thời gian này thì gia chủ sẽ gì nảy sinh ra cái nghi ngờ một vài cái nghi ngờ về cái quyền lợi cũng như là về cái về cái lợi ích của mình vậy nên là trong cái thời gian này thì gặp cục diện tương phá thì những người tuổi 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 ất mùi một nghìn cũng cần phải lưu ý và trong năm để hóa giải cục diện này đi thì những gia chủ tuổi ất mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế à, do là năm 2024 nó giáp thìn những người tuổi thìn tuất xỉu mùi đặc biệt là những người tuổi mùi bị cục diện là hình thái tuế vì vậy mà những gia chủ tuổi ất mùi một nghìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế à, cái kim bài thái tuế là một cái pháp khí vong thủy dùng để hóa giải cái hạn thái tuế của năm đặc biệt là với những người tuổi thìn tuất xỉu mùi vào tuổi mão cho năm 2024 nghìn hai mươi bốn năm giáp thìn Đấy. Khi mang theo cái bài thái tuế bên mình thì sẽ được thái tuế tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng vận may về tiền bạc và tài lộc cũng như là để hóa giải cái vận hạn của năm, giúp cho những gia chủ tuổi ất mùi có một năm là bình yên và may mắn. và quý vị thấy đây là cái kim bài thái tuế mặt trước có in hình lưu niên thái tuế của năm là ngài Lý Thành đại tướng quân. Trên tay của ngài tay phải thì cầm tay trái thì cầm gương tay phải thì cầm gì? Cầm cái 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 khăn ấy. Đấy. Và đây là niên hiệu niên hiệu của năm đằng sau là một cái gì cái phù thái tuế và có in gì năm cũng như là gì cái hình tượng là con rồng là năm giáp thìn đấy à, thái tuế là tối đẳng tượng thần là vị thần sát lớn nhất trong năm vậy nên khi ngài đến thì chúng ta sẽ làm một cái lễ nghênh nghênh thái tuế vào cái dịp đầu năm vào cái đêm 30 ấy. đó vậy thì khi mang theo cái kim bài thái tuế cũng là một cách để nghênh thái tuế mang lại cái vận may mắn tài lộc cho mình à, thưa quý vị à, với những gia chủ tuổi ất mùi sinh năm 1955 nam mạng thì năm 2024 là năm giáp thìn thì gặp cái cục diện là gì bị sao hạn là sao kế đô sao kế đô đó sau kế đô nó là một hung tinh đó nó thường đem đến những điều xui xẻo những chuyện ốm đau bệnh tật những chuyện là hao tài tốn của và những chuyện tăng thương đặc biệt cái sao này nó xấu nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch vì vậy mà quý vị ấn mùi cần phải hết sức lưu ý À, khi nói về sau kế đô ấy, thì ngày xưa các cụ vẫn có câu là gì kế đô chiếu mệnh năm nay tháng 3, tháng 9, bi ai khóc dòng đàn bà vận mệnh long đong ôm đau tăng chế nặng trong năm này đàn ông tuy nhẹ cũng lên như nàng phúc lớn qua khỏi được an không thì tai họa vương mang có ngày phòng người làm vấp rủi may thi ân bố đức thắng ngay nhẹ nhàng tham tài dục lợi bất an thương người phải nhớ chớ than chớ phiền đó đó là về cái sao kế đô đó. À, bên cạnh đó thì cái tuổi 70 lại gặp cái hạn năm cái hạn năm nó là hạn địa võng đấy ngày xưa có cụ câu là gì địa võng nhiều nỗi buồn than lời ăn tiếng nói xanh đoan dề già thì ý nghĩa của câu thơ này cũng nói lên rằng người gặp hạn địa võng thì sẽ gặp phải những chuyện không vui à, gặp nhiều cái rắc rối nhiều cái thị phi là dù là mình làm đúng hay làm sai thì cũng bị người khác hiểu lầm và đôi khi ấy để mang tiếng xấu mua đời cái điều này nó sẽ khiến cho tâm trạng của những gia chủ gặp cái hạn nó trở nên lo âu hơn buồn phiền hơn và dễ đi vào cái chuyện bế tắc à, thưa quý vị địa võng thì còn gọi là lưới đất trong đổ số tử vi thì địa võng luôn được an cố định trên cung thìn và tuất đấy à, nó là gì nó nói lên rằng nó có ý nghĩa là cái hệ thống luân lý ràng buộc về cái điều điều chỉnh và cái tự tiết chế hành vi cá nhân đối với cộng đồng. Vì vậy mà khi mà gặp cái hạn này cũng sẽ để sẽ rất là nguy hiểm. Đó. Bên cạnh đó thì năm 2024 năm giáp thìn thì những gia chủ tuổi mùi không bị phạm kim lâu và không bị phạm hoang ốc cũng không bị phạm tam tai. Vậy nên mà có ai mà nhờ động thổ thì quý vị cũng nên xem xét. Đó. À, thưa quý vị như vậy là trong năm thì những gia chủ tuổi ấy, Ất mùi 1955 ấy cần phải chú ý đến hai khung tinh là sau cái đô và cái hạn là cái hạn địa võng. Đó. Và để hóa giải cái hạn này thì những gia chủ từ 1955 Ất mùi ấy, cũng phải luôn nhớ là mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo. Cái minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật. Đấy, nó được sử dụng bằng bạc, cái này là bằng bạc. Đấy. Trong sáu mặt thì có gì? Có lục tự đại minh chú của nhà Phật, có hình lục tự đại minh chú của nhà Phật. Và tiếp theo là ở phía mặt trước và mặt sau thì đều có in hình, hình là bông hoa mai và ở giữa viên cầu pha lê này giữa viên cầu pha lê này là nó trong nó có một hình nó có hình tượng là gì quan thế âm bồ tát đang ngồi thiền và cái bài chú ba nhã thông kinh đó khi mang theo cái minh quan pháp bảo bên mình ấy, thì sẽ được gì quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp gia tăng cái vận may đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị nhé quý vị ngoài có thể là ngoài cái cách mà mình có thể là để cái 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 minh quan phật bảo này để nó hiện hình lên ấy thì quý vị có thể để trước camera điện thoại này đó thì nó sẽ hiện lên phía trước bài chú bát nhã tâm kinh kèm theo cái cái, cái hình tượng quan thế âm bồ tát ngồi thiền để quý vị chỉnh nó càng nét thì nó sẽ gì nó sẽ càng, càng hiện rõ đó và khi một điểm nữa là chúng ta khi chúng ta soi cái đèn soi cái đèn phở lát qua đây ấy, thì nó cũng sẽ hiện lên hình tượng là quan thế âm bồ tát đang ngồi thiền cùng bài chú bát nhã tâm kinh thì với cái hình tượng là soi sáng trí tuệ và 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 gì tịnh tâm an thân thì đây là một cái vật phẩm phong thủy thứ nhất là nó có tác dụng là gì giúp quý vị và các bạn luôn giữ được cái tâm thế bình an thứ hai là nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn khai sáng trí tuệ đưa ra những quyết định đúng đắn không bị sai lầm thứ ba là nó xua đuổi tà ma và nó mang lại cái sức khỏe mang lại cái sự khỏe mạnh mang lại sự bình an cho những gia chủ tuổi ất mùi sinh năm 1955 đó à, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 9119 quý vị nhớ nhé 0989 này 34 này 9119 này để thỉnh cái minh quan pháp bảo mang lại cái may mắn mang lại cái sự bình an cho mình à, bên cạnh đó, cái minh quan pháp bảo này cũng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Và khi thỉnh vật phẩm thì quý vị hãy để lại họ tên ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh Để được khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của mình Khi đó thì vật phẩm nó phát huy được cái công năng tốt nhất, chiêu được cái tài lộc và hóa giải những cái xung sát, những thị phi cho quý vị đó, đó, là cái minh có pháp bảo thì quý vị nhớ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái minh quan pháp bảo mang lại cái may mắn mà lại cái tài lộc cho mình đó là cái minh quan pháp bảo à, tiếp theo như vậy là gì tổng quan lại ấy, thì những người tuổi tuổi 1955 ất mùi ấy, trong năm ấy, thì cái sức khỏe cũng được ổn định không có gì phải lo lắng quá và hơn nữa là gì là trong năm thì gặp cái sao kế đô nhưng mà cái sao kế đô nó xấu với nữ hơn là với nam vậy nên là trong năm ấy thì quý vị cũng cần phải lưu ý đặc biệt là cục diện là gì là mùi và mùi và thìn là tương hình tương hình nhá vì vậy mà cần phải hết sức lưu ý chú ý về sức khỏe của mình đi lại thì cũng tránh tránh rượu bia tránh uống rượu bia khi tham gia giao thông là một thứ hai là gì đi đâu nếu đi xa ấy mà cần phải điều chỉnh điều khiển xe trong một khoảng thời gian dài thì nên nhờ con cháu đưa đi à, thưa quý vị như chúng ta lại biết ấy ở năm 2024 năm giáp thìn thì trong thìn nó ẩn tàng ba thiên can là mậu quý và ất mậu quý và ất đó chưa? À, chúng ta có ất gặp mậu thì nó là chính tài là chính tài các bạn như vậy là trong năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi ất mùi này được gì? thiên can ẩn tàng tức là gì? À, mặc dù là gặp vận năm là vận kiếp tài tức là bị hao tổn về tiền bạc tài lộc bị uh, bị bị uh, lúc nào cũng có kẻ tiểu nhân đâu bám hãm hại đấy nhưng mà lại được cái vận chính tài nó cũng báo hiệu rằng uh, vẫn có những cái công việc mà giúp cho những người tuổi ất mùi sinh năm một là vẫn sinh ra được cái tiền bạc và quý vị và các bạn là những người luôn vui vẻ nhiệt tình đâm ra là sẽ mang lại cái năng lượng tích cực cho công việc của mình đó uh, bên cạnh đó thì cái chính tài này ấy, thì nói chung là những gia chủ tuổi ất mùi 1955 ấy được chính tài nó trợ giúp. Giúp đỡ trên con đường sự nghiệp nên là cấn vận may đề mình. Gia chủ đi làm thì rất chăm chỉ, thật thà. À, không thích làm ăn gian dối nên rất được lòng cấp trên. À, người thì được thừa hưởng cái sản nghiệp của gia đình thì nhẹ bén, dễ tìm được cái mối làm ăn tốt và thu về cái lợi nhuận không nhỏ. Đó. Thêm nữa là chúng ta có có gì ạ? gặp quý thì nó là gì nó là thiên ấn thiên ấn Đấy. vậy nên là được cái thiên ấn nó trợ lực được thiên ấn trợ lực à, vì vậy mà trong năm 2024 năm giáp thìn à, những gia chủ tuổi ất mùi 1955 được thiên ấn trợ lực nên là những người đang làm quản lý hoặc là những người mà làm quan chức cấp cao sẽ rất thuận lợi trên đường đi thì luôn có quý nhân phù trợ Tuổi nên làm gì cũng được khôn ngoan, nhạy bén Chỉ cần khéo léo một chút nữa Thì cái thành công nó sẽ được vang dội hơn Và sẽ được hoàn hảo hơn Đó à, Tiếp theo chúng ta có gì Ất mà gặp Ất Thì nó là gì? Nó là tỷ kiên Đấy. Gặp cái công diện tỷ kiên nó chiếu mệnh này Vậy nên là trong cái năm 2024 năm giáp thìn đó. À, thì những người 1955 tuổi Ất Mùi gặp tỷ Kiên chiếu mệnh nên đi làm phải hết sức cẩn thận với cấp dưới, với đồng nghiệp. Không phải ai cũng là thân thiện hiền lành. Không phải ai cũng đáng để để tâm sự. À, khi mà đi làm ấy thì nên lựa mà nói, kẻo lại mất lòng đối phương, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc cũng như là đến cái cuộc sống sau này. Đó. Vậy nên là những người tuổi Ất Mùi 1955 cần cũng cần phải hết sức lưu ý về cái hạn tiểu nhân trong thời gian này. Và để hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại cũng như là cái vận đen nó đeo bám trong năm 2024 nó giáp thìn thì những người tuổi giáp ất mùi sinh năm 1955 hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi. Hợi mão mùi. À, vòng tâm tam hợp quý nhân hợi mão mùi là một cái pháp khí phong thủy sử dụng ba cái hạt mã não có khắc hình linh vật là hợi mão mùi theo con giáp của những người tuổi tuổi ất mùi đó Bên cạnh đó nó có chứa 12 hạt gỗ tượng trưng cho cái vòng 12 con giáp. Đó. Khi mang theo cái minh quan à, khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân bên mình nó sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hòa hợp các mối quan hệ trong công việc, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, mang lại sự may mắn mang lại sự bình an. Bên cạnh đó, à, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì nó cũng sẽ giúp hóa giải những xung khắc thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại. À, và gì khi mà gặp khó khăn gặp trắc trở trong công việc thì cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ kịp thời giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc và tài lộc Đó. quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc cho mình à, vòng tuần vòng tăng hợp quý nhân này cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à, khi thỉnh vật phẩm thì quý vị hãy để lại họ tên ngày tháng năm sinh tên, ngày tháng năm sinh đúng không ạ? Ngày tháng năm sinh cộng giờ sinh để được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của mình. Khi đó thì vật phẩm nó sẽ phát huy được cái công năng tốt nhất, chiêu tài lộc và hóa giải những cái thị phi xung sát cho quý vị, giúp quý vị có một năm bình yên và may mắn. Đó là đó là những người tuổi những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. À, thưa quý vị, như vậy về tổng quan lại trong năm 2020 24 nó giáp thìn thì những gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1905 ấy, Cũng có những cái vận xui và vận đen nhất định đúng không ạ? Thì nói chung là trong công việc Trong công việc thì có chính tài đó Nó nó bị gì? Kiếp tài nó lâm vận Nhưng mà bên cạnh đó thì trong thiên can ở ẩn tàng Nó vẫn còn chính tài và thiên ấn Thiên ấn đúng không ạ? Nó tương trợ Nó nói lên rằng là trong năm làm việc khá là vất vả Nhưng mà vẫn có tiền Vẫn có tiền, vẫn có quyền Vẫn có tiếng nói với mọi người xung quanh À, thứ hai là gì gặp cục diện hình thái tuế thì nó cho nói nói lên là gì trong quan hệ về giao tiếp công việc thì sẽ gặp nhiều trắc trở dễ bị đào tiếng thị phi dễ bị điều tiếng thị phi dễ bị người khác hại lén sau lưng đó vậy nên là quý vị cần phải hết sức lưu ý bên cạnh đó chúng ta có thìn thìn thổ gặp mùi thổ thì hai hình thổ nó vượng vì thế mà trong thời gian này thì quý vị cần phải lưu ý đến với cái vấn đề sức khỏe của mình đặc biệt là về những bệnh tim mạch mạch và gì về bệnh về đường hô hấp cũng như là 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 về thể hình về đường tiêu hóa đó. đó nếu mà có dấu hiệu gì bất thường trong cơ thể thì hãy đi khám chữa ngay kéo đến lâu rồi lại sinh ra nhiều chuyện không hay. nó đến với quý vị đó à, thưa quý vị như vậy là trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 vận trình thì cũng nói chung là cũng có những cái vất vả nhất định nhưng mà không phải là không có tài lộc, không có sức khỏe. Đấy. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm và hãy vui vẻ mà sống uh, tận hưởng cái cuộc sống ở bên con cháu. Thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ xong cái lâu số tử vi của những gia chủ tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Uh, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Uh, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn